Bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời và mình lại làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đâu? Nước này ở trong thùng mì tôm ấy. Nước này ở trong thùng mì tôm ấy. Uống được không? Bé bé này. Bé bé uống được mà. Ngon lắm, uống đi. Thôi, ngon chưa? Từ từ, lắm lắm đấy. Phải làm, đây là công việc phải làm, không có ai cũng phải làm, hiểu không? Sao? Sao? Công việc phải làm, bắt buộc phải làm thì phải làm, chứ không nhất thiết phải có người ở đây mới phải làm, hiểu không? Giống như tí đấy, không ai dạy nhưng mà vẫn phải tự học đấy. C2 tăng lực. Đấy là bảo C2 tăng lực đi. C2 tăng lực trong tôm.
thế thì mắt sẽ tê. Có buồn á? Ừ, sẽ tê lưỡi. Nhưng mẹ cho mình biết uống được thôi á. Gọi là thế. À, như nước này mót trong thùng mì tôm. Ồ, rồi sau cái nước ngoài sẽ thùng mì tôm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời và mình lại làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kia đang ở trên nhà hả thế này? Nói cơm hết à? Bố cơm. Bố bà là trong mì tôm mà có nước ngọt đó. Khuyến mãi tại vì mua thùng mì tôm cho người ta nên là người ta cho một chai nước.